Lệnh 3 slide ghi chuỗi kích thước song song các cách gọi lệnh từ menu vào Jimerson vào 3 slide. Cách thứ hai, nhập lệnh trực tiếp từ bàn phím, gõ từ chìa khóa DBA DBA Enter. Cách thứ ba, dùng chuột tích vào biểu tượng 3 slide ngoài màn hình. Ví dụ, tôi đi kích thước như trên hình vẽ. Trước hết, tôi phải có một cái kích thước chuẩn để định vị. Sau đó, tôi dùng chuột tích vào biểu tượng 3 slide hoặc nhập vào từ chìa khóa DBA Enter. Tôi chọn cạnh chuẩn để tôi bắt đầu ghi. Enter. Khoảng cách ở đây nó gần quá thì bây giờ tôi phải chỉnh lại cái khoảng cách này, nó lớn lên một chút, tôi xóa đi. Tôi nhập vào D Modify. Tab đầu tiên tôi chỉnh ở đây là 10. 10 tức là khoảng cách song song giữa hai kích thước sẽ là 10. Ok. Close. Tôi ghi lại 3 slide. Tích chuột để chọn một điểm chuẩn, sau đó tôi tích vào các cái điểm mà tôi mong muốn ghi kích thước. Enter, ngắt lệnh. Như vậy cái kích thước này tôi thấy nó hợp lý. Tôi dừng lại. Tương tự như vậy, tôi muốn ghi kích thước cho cái hình như trên. Thì trước hết tôi phải có một cái kích thước chuẩn để nằm gốc. Tiếp theo, tôi bắt dùng tích chuột vào lệnh 3 slide. Enter. Đó là lệnh 3 slide.